Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Quốc phòng Nga tung video giành quyền kiểm soát làng ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video về việc giành quyền kiểm soát làng Klescheevka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn từ đài RT Nga cho biết, ngôi làng được đánh giá là trung tâm hậu cần chiến lược ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 5 đưa tin rằng lực lượng này đã nắm hoàn toàn quyền kiểm soát Klescheevka sau khi giao tranh dữ dội nổ ra ở khu vực kể từ mùa xuân năm 2023. Klescheevka nằm ở phía nam thành phố trọng điểm Artyomovsk thuộc khu vực đông bắc của DPR. Video được chia sẻ trên kênh Telegram chính thức của Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 24 tháng 5, trong đó có cảnh pháo binh Nga tấn công vào các mục tiêu trong và gần ngôi làng bằng đạn pháo Krasnopol. Trong một đoạn khác của video, có thể thấy thiết bị bay không người lái UAV của Nga nhắm tấn công một nhóm quân Ukraine đang trú ẩn dưới tầng hầm của một ngôi nhà bị phá hủy. Một đoạn khác là cảnh nhóm tấn công của Nga cận chiến với binh sĩ Ukraine. Trong video cũng có cảnh quân đội Nga dương quốc kỳ và biểu ngữ chiến thắng. Việc giành được quyền kiểm soát Klescheevka diễn ra khi lực lượng Nga đạt được những bước tiến đáng kể ở DPR và các khu vực khác. Ngày 23 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã chiếm được Andreevka, một ngôi làng nằm ở phía nam thành phố Chasov Yar và cách Klescheevka khoảng 4 km về phía nam. Trong một diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm đạn dược, tên lửa, mìn và đạn pháo. Tháng 4 vừa qua, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Kiev sau nhiều tháng tranh cãi tại Quốc hội trong bối cảnh lực lượng Ukraine phải chịu nhiều tổn thất trên chiến trường do thiếu đạn dược và kinh phí. Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo chuyển 5 lô viện trợ quân sự tới Ukraine. Theo Ngoại trưởng Blinken, các khí tài thuộc các gói viện trợ trước đó đã được đưa lên tuyến đầu và Mỹ sẽ chuyển giao gói hỗ trợ mới này nhanh nhất có thể. Phản ứng trước việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhiều quan chức Nga cho rằng việc này sẽ chỉ làm cuộc xung đột kéo dài và gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các nước phương Tây và Nga. Moscow hiện đang tăng cường chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực Kharkov. Thủ tướng Hungary, NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga. Theo thông tin từ báo tin tức, Thủ tướng Viktor Orban ngày 24 tháng 5 cho biết Hungary đang đánh giá lại vai trò của nước này trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vì Budapest không có ý định tham gia vào các hành động lôi kéo các quốc gia thành viên vào cuộc xung đột Ukraine, dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Theo đài RT Nga, phát biểu trên đài phát thanh Kossuth, ông Orban tuyên bố Hungary đã bị hạ xuống vai trò không tham gia trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu bởi lập trường đối lập với xung đột Ukraine. Ông cho biết Budapest đang nghiên cứu các biện pháp hợp pháp để duy trì tư cách thành viên trong NATO, nhưng có quyền từ chối tham gia các hoạt động của khối mà nước này không chấp thuận. Hungary phải xác định lại lập trường, các luật sư và quan chức của chúng ta đang tìm cách cho phép Hungary tiếp tục tồn tại với tư cách là thành viên NATO mà không cần tham gia vào các hoạt động của NATO bên ngoài lãnh thổ của khối. Chúng ta cần tạo ra một cách tiếp cận mới, một định nghĩa mới cho vị thế của chúng ta là lực lượng ủng hộ hòa bình trong NATO, ông Orban nói. Theo Thủ tướng Hungary, có những điểm tương đồng đáng báo động giữa thông tin từ truyền thông, tuyên bố của các chính trị gia phương Tây về cuộc xung đột Ukraine và bầu không khí trước Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Những gì đang xảy ra ngày hôm nay ở Brussels và Washington dường như đang khởi động cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp có thể xảy ra. Chúng ta có thể gọi đó là sự chuẩn bị cho việc châu Âu tham chiến một cách an toàn vào cuộc xung đột này. Ông Orban nói và cho biết thêm rằng các nhóm làm việc trong NATO đang đánh giá những cách tốt nhất để khối tăng cường tham gia hơn nữa vào cuộc xung đột. Ông cảnh báo kết quả cuối cùng của những hành động này có thể là một cuộc xung đột trực tiếp giữa Liên minh châu Âu, NATO và Nga, một viễn cảnh nghiệt ngã vì cuộc xung đột sẽ liên quan đến các cường quốc hạt nhân. Thủ tướng Hungary lưu ý, NATO được thành lập với mục đích bảo vệ các quốc gia thành viên, chống lại hành động xâm lược, không tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của khối. Bình luận về tuyên bố của phương Tây rằng Nga có thể tấn công châu Âu nếu đánh bại Ukraine, ông Orban cho biết khả năng này là vô cùng mong manh và những cảnh báo này chỉ là cái cớ để họ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Hungary đã phản đối việc NATO tài trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022. Nước này không gửi vũ khí cũng như không cho phép sử dụng lãnh thổ đất nước để chuyển giao vũ khí tới Kiev, bất chấp áp lực từ cả Brussels và Washington. Trong khi đó, Budapest luôn kêu gọi ngừng bắn và nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ukraine chặn bước tiến của Nga ở Kharkov. Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Sofia của Bulgaria cho biết, ngày 23 tháng 5, hơn 10 ngày sau khi Moscow mở cuộc tấn công ở phía bắc khu vực Kharkov, giờ đây các lực lượng Nga tham gia chiến dịch đó đã khựng lại. Julian Ropke, nhà phân tích Osin, tình báo nguồn mở, uy tín của ấn phẩm Bild Đức, cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã đẩy lùi thành công các đơn vị Nga trên nhờ những đợt chuyển giao vũ khí gần đây từ Mỹ. Theo hướng làng Lyptsi, lực lượng Nga vẫn đóng quân ở những ngôi làng biên giới mà họ đã giành quyền kiểm soát trong 3 ngày đầu tiên. Tại vùng Volchansk, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trong một số thị trấn, nhưng ở khu vực xung quanh các lực lượng Nga có rất ít bước tiến, thậm chí là không có tiến triển, nhà phân tích trên nói với Bild. Chuyên gia trên cũng cho rằng điều này là do Ukraine triển khai các loại vũ khí mới của Mỹ, bao gồm bom GLSDB, bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, Javelin và đạn pháo 155mm. Ngoài ra, vũ khí của Mỹ cũng đã được chuyển đến tiền tuyến ở khu vực Donetsk. Trước đó, hãng tin Reuters cũng đưa tin binh sĩ Ukraine ở khu vực Kharkov cuối cùng đã nhận được số đạn dược cần thiết để ngăn chặn bước tiến của Nga. Tờ New York Times cho biết thêm, quân đội Ukraine trong khu vực đã áp dụng chiến thuật rút lui từng bước về các vị trí được phòng thủ tốt hơn. Chiến thuật này đã cho phép các lực lượng nhỏ hơn của Ukraine kéo dài thời gian cầm cự trước các lực lượng Nga để chờ vũ khí mới từ Mỹ chuyển đến. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ cho biết các lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía bắc thành phố Kharkov gần Lyptsi vào ngày 22 tháng 5, nhưng không có thay đổi nào được xác nhận ở tiền tuyến. Nhà quan sát quân sự Ukraine Kostyantin Masovet thông báo Bộ Chỉ huy quân sự Nga đang rút một số đơn vị của Trung đoàn Cơ giới số 7 khỏi các hoạt động tấn công gần Lyptsi để củng cố lực lượng. Báo Mỹ, kế hoạch trang bị vũ khí cho Kiev của Đức thất bại. Trước đó, vào hồi tháng 4, Đức tuyên bố sẽ cung cấp khẩu đội Patriot thứ 3 do Mỹ sản xuất từ kho dự trữ của nước này cho Kiev để tăng cường sức mạnh đối phó với Nga. Berlin hy vọng các quốc gia khác sau đó sẽ có động thái tương tự theo sáng kiến hành động phòng không ngay lập tức. Tuy nhiên, hai nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán tiết lộ các quốc gia đối tác không sẵn lòng thực hiện điều này. Theo thông tin từ báo tin tức, một số quốc gia châu Âu sở hữu hệ thống Patriot đã công khai tuyên bố họ sẽ không thể cung cấp vũ khí này cho Ukraine. Trong đó, Ba Lan, một trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất việc gửi thêm vũ khí cho Kiev, đã từ chối lời kêu gọi này. Rumania cũng chỉ ra rằng họ sẽ xem xét yêu cầu của Mỹ tài trợ một số hệ thống phòng không. Tuy nhiên, tuần trước, Thủ tướng Marcel Ciolacu nhấn mạnh giới lãnh đạo quân sự nước này không ủng hộ ý tưởng đó. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố rằng việc tiếp nhận thêm hệ thống tên lửa tầm xa là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước, ông Kuleba nói rằng ông không thể tin được Mỹ, quốc gia sản xuất hệ thống này, lại không có ít nhất một khẩu đội Patriot để cung cấp cho Kiev. Về phần mình, Washington cho biết họ đang thực hiện phần việc của mình bằng cách gửi tên lửa đánh chặn cho bệ phóng mà Kiev đã có. Giá của một khẩu đội Patriot là hơn 1 tỷ đô la Mỹ và những loại vũ khí mà hệ thống này bắn ra có giá hàng triệu USD. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuần trước cho biết Washington đang tích cực tìm cách cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine. Là một giải pháp thay thế cho các hệ thống phòng không, Kiev đã đề nghị các đồng minh phương Tây sử dụng hệ thống của họ để bắn hạ tên lửa Nga đang tiếp cận các mục tiêu ở Ukraine. Ba Lan được cho là đang xem xét ý tưởng này, tuy nhiên các quốc gia khác bao gồm Đức đã công khai phản đối vì cho rằng điều đó sẽ trực tiếp đưa NATO vào cuộc đối đầu với Nga. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.